Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khung giờ quen thuộc trên kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến các tin tức cập nhật mới nhất trong lĩnh vực y tế xã hội. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh rác ngập hành lang an toàn đường sắt. Đồng Nai đang ngồi trên xe máy bấm điện thoại, một cô gái bị cướp bất ngờ. Thành phố Hồ Chí Minh, hai xe máy quẹt nhau, một người phụ nữ chết ngay tại chỗ. Bắt nhóm đối tượng móc túi tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Thành phố Hồ Chí Minh ẩn họa cháy nổ, cháy lan diện rộng khu dân cư từ việc đốt cỏ rác tự phát mùa khô. Thành phố Hồ Chí Minh mô hình thư viện sách miễn phí với hơn 3.000 đầu sách thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả. Sau đây là những thông tin chi tiết. Thành phố Hồ Chí Minh rác ngập hành lang an toàn đường sắt. Theo ghi nhận tại tuyến đường sắt dọc đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cứ vài trăm mét thì không khó bắt gặp được những bãi rác sinh hoạt như túi ni lông hay vỏ hộp cơm do người dân tiện tay vứt xuống. Thì tôi thấy người dân ở đây ăn xong rồi vứt hộp cơm ra đường hay là quạt ly nước cũng quăng ra đường lung tung, rất là bức xúc điều này. Dù cơ quan chức năng đã có thông báo phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cá nhân và 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với tổ chức, nhưng một số người dân không chấp hành, gây bức xúc trong cộng đồng. Tôi là người dân ở đây thì tôi thấy mọi người ở đây thì ăn uống á, thì kiểu là cứ dục ra mà không có để gom lại để mà xử lý. Rồi một số người bán nước mía thì lấy cái xác mía dục ra ngoài thì làm cho cái không khí đường sắt này nó trở nên là xấu đi và mất đi cái mỹ quan đô thị ở đây. Tôi mong là cơ quan chính quyền hãy vào cuộc để mà xử lý thật là nặng những cái hành động mà những người dân chưa có ý thức được. Tình trạng hành lang an toàn đường sắt trở thành bãi rác công cộng không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn là nguyên nhân chính xảy ra ô nhiễm môi trường, cần sớm được chính quyền địa phương vào cuộc xử lý. Đồng Nai đang ngồi trên xe máy bấm điện thoại, một cô gái bị cướp bất ngờ. Sự việc được camera ghi lại xảy ra gần 20 giờ ngày 18 tháng 2 trong một con hẻm thuộc phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, gần nhà thờ Hà Nội. Thời điểm trên, bạn nữ đang đậu xe máy bên đường chờ mua đồ thì bất ngờ bị một nam thanh niên phía sau giật điện thoại và nhảy lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát. Tình huống xảy ra khá nhanh nên nạn nhân không kịp trở tay. Toàn diễn biến sự việc đã được camera hành trình ghi lại. Vụ việc được Công an phường Tân Biên, Công an thành phố Biên Hòa theo dõi và truy bắt các đối tượng. Thành phố Hồ Chí Minh, hai xe máy quẹt nhau, một người phụ nữ chết ngay tại chỗ. Theo đó, khoảng 20 giờ, bà HTTT, 51 tuổi, trú xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, chạy xe máy di chuyển trên cầu vượt Quang Trung hướng từ quận Gò Vấp về huyện Hóc Môn. Khi đang lên dốc cầu thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thì va chạm với xe máy do một nam thanh niên cầm lái chạy cùng. Sau đó, hai người ngã xuống đường làm bà T nằm bất động, có dấu hiệu co giật và tử vong tại chỗ. Còn nam thanh niên lấy xe bỏ đi nên bị người dân đuổi theo yêu cầu quay lại hiện trường. Nhận được thông tin, công an đã có mặt trích xuất camera để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bắt nhóm đối tượng móc túi tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Ngày 18 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tiếp nhận tin báo của một bị hại cư trú ốc Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong về việc bị kẻ gian móc túi lấy điện thoại di động trị giá khoảng hơn 4 triệu đồng tại quầy số 5 Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Cụ thể, từ tin báo này, ngay trong ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an thành phố Mỹ Tho tiến hành điều tra, xác minh và tiến hành mời làm việc với các đối tượng gồm Thạch Bui, sinh năm 1961, Nguyễn Thị Kim Thúy, sinh năm 1964, cư trú tại tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Thị Ngọc Sương, sinh năm 1958, Nguyễn Thị Minh Huyền, sinh năm 1980, cư trú tỉnh An Giang, Bùi Thị Thúy Liễu, sinh năm 1973, Phạm Thanh Hùng, sinh năm 1986, cùng cư trú tỉnh Bến Tre, và Thân Văn Vọng, sinh năm 1960, cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi trộm điện thoại di động nêu trên đem về nhà trọ cất giấu, tiến hành kiểm tra hành chính 3 nhà trọ mà các đối tượng thuê trọ trên địa bàn ấp 1, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho. Lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 25 điện thoại di động các loại, một thẻ ATM, một két sắt, 11 xe mô tô và hơn 11 triệu đồng cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan.
quá trình điều tra ban đầu, các đối tượng còn thừa nhận đã thực hiện 3 vụ móc túi khác tại khu vực chờ khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Thủ đoạn của các nhóm đối tượng này là lợi dụng chỗ đông người, bị hại sơ hở là ra tay thực hiện hành vi móc túi. Tài sản mà chúng trộm được chủ yếu là tiền và điện thoại di động. Chúng đi thành nhóm, khi trộm được tài sản, chúng sẽ nhanh chóng truyền tay nhau để đánh lạc hướng bị hại, đồng thời phân công người che chắn, cản trở nếu bị phát hiện, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bàn giao Công an thành phố Mỹ Tho tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo thẩm quyền. Thành phố Hồ Chí Minh ẩn họa cháy nổ, cháy lan diện rộng khu dân cư từ việc đốt cỏ rác tự phát mùa khô. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong những ngày gần đây, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cháy lớn do đốt cỏ rác. Nhiều ngày có đến hơn 10 vụ cháy cỏ rác trong một ngày. Các vụ cháy này chủ yếu do đốt cỏ rác nhưng không thể kiểm soát được, dẫn đến cháy lan trên diện tích lớn sang khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh, gây thiệt hại tài sản nặng nề. Nguyên nhân chủ yếu các vụ đám cháy cỏ, bãi lau sậy là do người dân tự đốt cỏ hoang bởi lo sợ dịch bệnh từ muỗi, rắn rết hay mùi hôi từ rác thải chất lâu ngày gây mất vệ sinh môi trường. Do không cẩn thận, không lường trước được sự bùng phát của ngọn lửa nên đã có nhiều vụ cháy lan xảy ra. Thậm chí do chủ quan, không ý thức, nhiều người còn vứt tàn thuốc vào các đám cỏ hanh khô gây ra cháy lớn. Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào cao điểm nắng nóng. Để nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân trong cao điểm mùa khô, trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy thông qua việc tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc phát quang cây cỏ, đốt rác, dọn dẹp vệ sinh môi trường, đồng thời vận động người dân tích cực tham gia công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, tuyệt đối không tự ý đốt cỏ rác khi chưa tiến hành thu gom, cùng với đó là tạo khoảng cách an toàn với các công trình xung quanh và các nhà dân lân cận. Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình thư viện sách miễn phí với hơn 3.000 đầu sách thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả. Với thiết kế hiện đại, không gian xanh mát, hệ thống thư quán Wildland Coffee tạo cho người yêu sách, yêu tri thức một môi trường đọc sách lành mạnh, văn minh và hiệu quả. Với hơn 3.000 đầu sách được cập nhật liên tục từ nhiều nội dung như kinh tế, lịch sử, công nghệ, văn học và các thể loại khác. Bạn đọc có thể tự do chọn và đọc sách miễn phí, được giao lưu và kết nối với các bạn yêu sách khác, đồng thời có cơ hội gặp gỡ các tác giả mình thích. Ngoài ra, bạn đọc có thể tham gia vào các hoạt động rèn luyện tư duy đọc sách, nâng cao trí thức và sự sáng tạo. Đội ngũ quản lý của chúng tôi kỳ vọng là sẽ tạo ra một cái nơi để mà bạn đọc có thể lựa chọn tìm đọc những quyển sách hay. Đồng thời thì tại cái không gian này cũng tạo điều kiện để mà kéo gần cái sự tương tác giữa bạn đọc. Thì chúng tôi kỳ vọng là với sự hỗ trợ của hội xuất bản in và phát hành để giúp cho ngày càng nhân rộng cái mô hình này ra, cho bạn đọc có những cái không gian phù hợp cho cái việc đọc sách cũng như là trong cái việc phát triển của văn hóa đọc trong cộng đồng. Bên cạnh việc mang lại không gian tri thức, thư giãn và đọc sách miễn phí, thư quán còn ứng dụng công nghệ và quá trình vận hành giúp tối ưu về mặt chi phí và mang đến những trải nghiệm nhanh chóng, tiện lợi nhất cho khách hàng, bạn đọc, góp phần tiếp sức mạnh mẽ cho quá trình phát triển tri thức, phát triển văn hóa đọc nước nhà. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin y tế, xã hội mới nhất trong bản tin tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu thấy bổ ích, đừng quên like, share và subscribe cho khỏe mạnh đúng cách nhé. Xin chào!